các lực lượng Nga dường như đang tiến gần hơn tới mục tiêu lâu dài là giành quyền kiểm soát thành trì chiến lược Chasovia sau khi chiếm lĩnh thêm một quận ở thành phố này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát quận Novi thuộc Chasovia, nhưng hiện chưa rõ liệu các lực lượng của Moscow đã vượt được một kênh đào chạy qua khu vực phía đông của thị trấn hay chưa. Việc giành được Chasovia sẽ dọn đường cho Nga để tiến về phía các thành trì cuối cùng Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Việc Nga chiếm được quận Novi cũng được blog quân sự Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine đưa tin. Deep State cho biết khu vực này đã bị săn phẳng bởi các cuộc ném bom của Nga và việc rút quân là một quyết định hợp lý dù khó khăn. Hiện chưa có phản ứng từ các quan chức ở Kiev. Cuộc tấn công của Nga và Donetsk đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev, tăng cường hệ thống phòng không và cung cấp thêm vũ khí tầm xa để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Các lực lượng của Moscow đã nhắm vào Donetsk và khu vực xung quanh liên tục kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hai năm rưỡi. Mới đây, phòng không Ukraine cho biết các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 6 UAV và 5 trong số tên lửa của Nga nhằm vào khu vực. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ chiếm được ngôi làng Sumy nằm về phía đông thị trấn Toretsk ở tỉnh Donetsk. Kể từ năm 2014, quân đội Ukraine đã xây dựng thị trấn này thành một cứ điểm mạnh. Chiến tuyến ở khu vực này vẫn tương đối ổn định từ khi nổ ra xung đột Ukraine cho tới tuần này, khi quân đội Nga bắt đầu tiến về phía Tây hướng tới Toretsk. Thị trấn nằm ở khoảng cách giữa hai khu vực khác trong Donetsk, nơi quân Nga đang nỗ lực tiến lên trong vài tháng qua. Đó là thị trấn Avdiivka nằm về phía Nam và thị trấn Chasovya nằm về phía Bắc. Chasovya vẫn là một trong các điểm nóng nhất dọc chiến tuyến hai bên. Khu vực này đã trở thành một trung tâm hậu cần lớn và giành được bảo vệ chặt chẽ của quân đội Ukraine. Trong vài ngày qua không có thay đổi lớn nào đối với tiền tuyến gần thị trấn Chasovya. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chiếm được làng Rasdoloka nằm về phía đông bắc của thị trấn này và về phía bắc của một cứ điểm khác ở vùng Donbass, đó là Bakhmut. Đại úy Jaroslav, chỉ huy pháo binh thuộc lữ đoàn xung kích đổ bộ đường không 80 của Ukraine cho biết họ đang phải chiến đấu trên từng mét đất. Cho tới nay, quân đội Nga vẫn là bên tiến công, theo thời gian, họ giành thêm từng đoạn lãnh thổ nhỏ và hiện đã ở gần các tuyến cung ứng chiến lược và thị trấn quan trọng tại khu vực Donbas đông Ukraine. Lực lượng Nga đã nỗ lực tây tiến trong hơn một năm qua. Hiện tại, họ đang dừng chân tại một kênh đào gần thị trấn đồi cao Chasovia. Quân Nga đang đe dọa đánh tạt sườn lực lượng Ukraine tại đây, đồng thời cũng đang tiếp cận một tuyến hậu cần chính yếu của Ukraine, quốc lộ Pokrovsk, kostiantynoka Nếu Nga kiểm soát được con đường trên hoặc tạo áp lực lên nó, Họ sẽ làm chậm dòng chảy lương thực, vũ khí và đạn dược mà quân đội Ukraine đang cần để duy trì sức chiến đấu ở Donbass. Hôm 24 tháng 6, một quả tên lửa Nga suýt đánh trúng một cây cầu trọng yếu trên con đường huyết mạch này. Ngoài ra, đà tiến quân Nga cũng đe dọa hai thị trấn do Ukraine kiểm soát là Toresk và New York, tên mới đặt vào thế kỷ 19. Nếu các thị trấn này thất thủ, Nga sẽ có thể tiến thẳng tới các thành phố còn lại của Ukraine trong vùng, đó là Kostyantinovka, Druskoga, Kramatos và Slovyansk. Trả lời phỏng vấn tờ Newsweek hồi cuối tháng 5, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov khẳng định, không có bất cứ thảo luận nào về việc đóng băng xung đột ở Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng không nói điều nào như vậy. Ông Antonov cũng nhắc đến khả năng người đứng đầu Điện Kremlin sẽ tiếp tục hướng đi như hiện nay, cho đến khi đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Tận dụng lợi thế về hỏa lực trong bối cảnh viện trợ của Mỹ bị trì hoãn, Nga liên tiếp mở các cuộc tấn công nhằm chọc thủng phòng tuyến kéo dài 1.000 km của Ukraine. Các đơn vị Moscow đang nỗ lực thăm dò điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, tạo tiền đề cho một cuộc tấn công lớn sắp tới. Bước tiến của quân Nga có thể chậm lại, nhưng vẫn chưa biến mất gần thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov. Mặc dù các lực lượng Kiev đã liên tục tăng cường quân lực tại khu vực này và nhận được quyền khai hỏa vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga, Bên cạnh đó, Nga cũng đạt được một số thắng lợi nhỏ tại thành phố Donetsk và những khu vực xung quanh thị trấn chiến lược Chasovya, một cửa ngõ dẫn vào Donetsk. Đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã kiểm soát hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, trong đó có khu định cư Stepova, Novoselivka ở vùng Kharkov và novopokrovske ở vùng Donetsk. Theo chuyên gia quân sự Michael Kaufman thuộc quý Kennedy, Hiện nay Ukraine đang dần ổn định được tình hình tiền tuyến. Nhưng sự ổn định này được tạo nên bằng cách chuyển lực lượng từ khu vực khác tới nên sẽ khó kéo dài. Tờ The Guardian đưa tin, hôm 2 tháng 7, Ukraine thông báo đã tạm tha hơn 3.000 tù nhân và bàn giao cho các đơn vị quân đội, trong bối cảnh tiền tuyến nước này đang thiếu nhân lực nghiêm trọng. Chuyên gia quân sự Jack Watling, thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia cho biết, bằng cách buộc lực lượng Ukraine dàn mỏng trên một mặt trận rộng. Nga đang khắc phục được những hạn chế của quân đội nước này về quy mô cũng như số lượng binh sĩ được đào tạo để tiến hành các cuộc tấn công lớn. Ông Quan Linh nhận định, mục đích của Nga không phải là đạt được bước đột phá lớn mà là phô trương với Ukraine rằng họ có thể duy trì các đợt tiến công lớn cho đến khi tìm ra điểm yếu và chọc thủng điểm yếu trong hàng phòng thủ của Kiev đồng thời cho rằng sẽ mất nhiều thời gian để Ukraine giành được thế chủ động sau khi Nga đang dần thích ứng với các vũ khí phương Tây trên chiến trường. Trong mùa hè năm 2024 này, quân đội Nga tiến công chậm nhưng đều đặn vào phòng tuyến Ukraine bị áp đảo về vũ khí và nhân lực, buộc phương Tây phải vội phá cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Nga tận dụng lợi thế về hỏa lực trên toàn chiến tuyến. Trong lúc viện trợ quân sự của phương Tây chậm đến tay binh lính Ukraine, các đơn vị tương đối nhỏ của Nga đã tiến hành các đòn đánh thăm dò để tìm điểm yếu trong phòng tuyến Ukraine. Cuộc tiến công của Nga gần khắc cốp, thành phố lớn thứ hai của Ukraine bắt đầu vào tháng 5 năm 2024, đã chậm lại sau khi Ukraine điều lực lượng từ các nơi khác đến đây. Tuy nhiên, Nga vẫn đạt được bước tiến dù nhỏ nhưng đều đặn ở tỉnh Donetsk, bao gồm quanh thị trấn chiến lược Chasovya, cửa ngõ và những khu vực thuộc Donetsk do Ukraine kiểm soát. Giới phân tích cho rằng nếu Chasovya thất thủ, Điều đó sẽ đe dọa các trung tâm hậu cần chính của Ukraine là Sloviansk và Kramatorsk. Tổng thống Putin tuyên bố Nga không muốn giành các thắng lợi mau chóng và sẽ kiên trì chiến lược đánh chắc tiến chắc. Jack Watling, thuộc Viện Liên quân chủng Hoàng gia có trụ sở ở London cho rằng, bằng cách kéo căng lực lượng Ukraine trên một mặt trận rộng lớn, Nga đang khắc phục các nhược điểm của mình. Trong một phân tích, Watling cho rằng bề rộng của các cuộc tiến công từ phía Nga đã buộc Ukraine phải dàn rộng lực lượng pháo binh, tiêu tốn nhiều đạn pháo để ngăn chặn các cuộc tấn công liên tiếp của Nga. Moscow cũng đẩy mạnh tập kích bằng tên lửa và UAV vào cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu khác của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, nước ông đã mất tới 80% sản lượng nhiệt điện và 1 phần 3 lượng thủy điện do các cuộc tấn công này. Ông Kaufman cho biết, những đòn tập kích tạo ra tương lai u ám cho nền kinh tế Ukraine. Còn Quang Linh cho rằng, việc thiếu thốn hệ thống phòng không sẽ buộc Ukraine phải cân nhắc giữa bảo vệ cơ sở hạ tầng và bảo vệ binh sĩ ở tiền tuyến. Ông cho rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Nga đe dọa Ukraine cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Sergei Politayev, nhà phân tích an ninh ở Moscow cho rằng, Điện Kremlin cố gắng làm suy kiệt dần nguồn lực của Ukraine để ép Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình dựa trên các điều khoản của Nga. Ông nói, nước chảy mãi thì đá cũng phải mòn theo politayev lợi thế quân sự của nga cho phép họ duy trì sức ép dọc theo toàn chiến tuyến cũng như đạt những bước tiến mới trong khi chờ đợi ukraine suy sụp